Phan Hiển Khánh Thi công khai bóc phốt khiến chồng phải thanh minh làm rõ. Khánh Thi không ngại bóc phốt chồng yêu khiến Phan Hiển lập tức phải thanh minh trên mạng xã hội. Mới đây, Phan Hiển đăng tải tấm hình bảnh bao, lịch lãm kèm dòng caption, một phút thật lòng. Ấn tượng đầu tiên mọi người gặp Hiển là gì? Ngay dưới bài viết, Khánh Thi liền vào bóc phốt ông xã ngay và luôn, giỏi nịnh gái. Phan Hiển ngậm ngùi đính chính, ơ kìa, làm gì có ai khác ngoài em. Màn tương tác vui vẻ của hai vợ chồng Khánh Thi nhanh chóng thu hút sự quan tâm của công chúng. Có thể thấy, vợ chồng Khánh Thi, Phan Hiển rất chịu khó tương tác với nhau trên mạng xã hội. Qua đây ai cũng có thể cảm nhận rằng vợ chồng nữ kiện tướng đang rất hạnh phúc, viên mãn bên nhau. Năm 2015, Khánh Thi, Phan Hiển công khai chuyện tình cảm. Trước mối tình đũa lệch, nhiều người đã hoài về sự chân thành khi cặp đôi này đến với nhau. Có người cho rằng đây chỉ là một chiêu trò PR bởi Khánh Thi hơn Phan Hiển tận 12 tuổi. Tuy nhiên, thời gian đã chứng minh tình cảm sâu sắc của họ. Sau 3 tháng tổ chức hôn lễ, ngày đầu tháng 3 vừa qua Khánh Thi bất ngờ báo tin vui khi cô được chồng tặng thêm một thiên thần nhỏ nữa. Ngay sau tin vui này, vợ chồng nữ kiện tướng đã nhận được những lời chúc mừng không ngớt của cộng đồng mạng, đặc biệt không ít người ngưỡng mộ cuộc sống hôn nhân đầy viên mãn của Khánh Thi, Phan Hiển. Trong suốt những ngày tháng bên nhau, Phan Hiển luôn dành những tình cảm và lời lẽ ngọt ngào đến Khánh Thi. Anh không ngại công khai tình cảm trên mạng xã hội khiến nhiều người phải ngưỡng mộ. Sinh con lần ba nhưng Khánh Thi cho biết cô không tránh khỏi việc bị stress. Bà xã Phan Hiển kể, khi mang bầu ai cũng có thể ăn ngon và tăng cân. Riêng mình thì stress vì ăn không thấy ngon. Giờ sinh em bé xong lại stress cũng vì ăn không được, dẫn đến trầm cảm vì ăn. Nữ kiện tướng cũng cho biết, để thoát khỏi những cảm giác tiêu cực, cô phải tự động viên chính mình. Để có được hạnh phúc như hiện tại, chuyện tình yêu của Khánh Thi Phan Hiển trải qua nhiều thăng trầm. Đã có thời điểm, cả hai chia tay, sau đó nhận ra tình cảm dành cho nhau vẫn còn nhiều nên đã quyết định trở lại bên nhau. Thế nhưng vượt qua tất cả, cả hai đã chính thức đến được với bến bờ hạnh phúc.